Ba. Sốt và tư nhau hùng mạnh xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Địa chỉ sốt chúng em thì có địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở 2 chúng em có địa chỉ tại Văn La, Hà Đông, Hà Nội, được không ạ? Bên em chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư ngành nông, đặc biệt là vật tư ông nội và vật tư ông ngoại, được không ạ? Ngoài những cái sản phẩm vật tư ra thì bên em có cả các cái dòng thuốc trị trí mò, trí mạt, trí rùa, trị thối trùng tuổi lớn, tuổi bé và thối trùng vôi ở trên ong. Ở trong cái video của ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ đến tất cả những anh chị cô chú những ai là thời làm ong trồng nuôi ong những cái mẫu chai thủy tinh, được không ạ? Để mà anh chị cô chú khi mà mình khai thác mình có thể là bảo quản cũng như là mình đóng gói mình mang ra thị trường. Trước mặt mọi người đây có thể thấy này, đây là tất cả những cái mẫu chai từ bé đến lớn ở bên cơ sở chúng em. Và đây là nắp thiếc mọi người nhá, đây là nắp thiếc đó, đây là nắp thiếc, nắp vàng rất là đẹp đó, nắp vàng rất là đẹp. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người cái mẫu chai là chai 50, được không ạ? Chai thủy tinh 50. Chai này ấy, thì là có thể tích là 500ml mọi người nhá, có thể tích là 500ml, đựng được cũng khá là nhiều mật đấy ạ. Và cổ là cổ bồng rất là đẹp đó. Đối với những ai đang là hộ kinh doanh cũng như là hộ nuôi ong để mà mình buôn bán mật ong thì cũng có thể là lựa chọn cái mẫu này rất là phù hợp. Đóng cái chai này nó rất là vừa vặn, các bạn. Cái chai này nó rất là vừa vặn và đặc biệt là khi mà anh chị cô chú đóng mật ở trong chai thủy tinh ấy thì nó rất là sạch đó, mật nó rất là sạch, mật nó rất là vệ sinh đó, trông mật của mình nó cũng đẹp hơn và có giá hơn, được không ạ? Đây là cái chai 500 này mọi người này, đây là cái chai 500. Mẫu thứ hai em xin giới thiệu đến mọi người đấy chính là cái mẫu này là mẫu 650 mọi người nhá. Đó, đây là nắp của nó đó. Mỗi một cái chai thì bên em đều có nắp luôn, có nắp luôn cho anh chị và cô chú đó. Mẫu chai 650 mọi người này rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp. Cái này thì có thể tích là 650ml, được ạ, 650ml. Còn cái mẫu tiếp theo này nhà em thì cung cấp rất là đa dạng các mẫu chai, tại vì có anh chị cô chú thì thích 500, có người thì thích 650, có người thì thích 700 đó. Đây là mẫu chai vang, đây là mẫu chai vang Thăng Long mọi người nhá. Đó, mẫu chai truyền thống của Việt Nam mà hay đựng rượu, hay đựng mật đây. Đây là mẫu vang Thăng Long này. Đó. Vang Thăng Long. Đó. Có thể tích. Cái chai này cũng có thể tích là 700 mọi người nhá. Chai này có thể tích là 700 vang Thăng Long này. Mẫu tiếp theo là mẫu này thì nó hơi cầu kỳ một tí, mọi người có thể thấy ạ. Đó, có cái hình này. Và cái chóp ở trên nó hơi dài một tí, cũng rất là đẹp. Mẫu này cũng đựng được khoảng 700 mọi người nhá. Mẫu này 700 và cũng có nắp luôn. Cũng có nắp nắp thiếc luôn, nắp thiếc đó. Mẫu cuối cùng là mẫu 700 đây. Mẫu chai này là mẫu chai cuối cùng ở bên em là mẫu chai 700 đó, được thiết kế như này luôn, rất là đẹp. Rất là đẹp và đựng được thể tích của nó là 700ml, 700 thể tích là đựng được 700, được không ạ? Mình đong mật, mình đong rượu đó, đong nước mắm. Cái chai thủy tinh này ấy, thì cái công dụng của nó rất là đa dạng. Anh chị cô chú có thể là đựng nước mắm này, mình làm nước mắm mình đựng vào, được không ạ? Đó, và có thể là mình đựng rượu này, mình có thể là đựng mật ong này, hoặc có thể là đựng giấm đó. Bên em thì bán tất cả các mẫu mọi người có thể thấy này, con em rất là nhiều đó. Về hàng coi như mỗi một lần thì bên em đánh vài vạn luôn, chuyên cung cấp cho các đại lý làm nước mắm, đại lý là mật ong, được không ạ? Mật ong là mật ong và các đại lý rượu đó. Đây là toàn bộ, đây là mẫu này, khu bên này toàn bộ là mẫu 650 đây mọi người nhá, toàn bộ là mẫu 650 hết. Đây là mẫu 650. Góc này là mẫu góc này là mẫu 700 đó. Cứ một bao như này thì bên em đóng là đối với những cái mẫu 650 với cả đối với những cái mẫu vang Thăng Long thì đóng được khoảng là 60 cái một bao. Thế ạ, 60 cái một bao. Còn đối với những cái mẫu chai 500 này thì bên em đóng là một bao là 90 cái, được không ạ? Một bao là 90 cái. Cái hình thức vận chuyển thì rất là đơn giản, được không ạ? Anh chị cô chú chỉ cần là liên hệ cái số điện thoại em để bên góc bên phải của màn hình đó thì bên em sẽ tư vấn, được không ạ? Và có kế hoạch gửi hàng cho anh chị sớm nhất đó. Nhà em thì gần đường lắm, mọi người có thể thấy này. Đây là hình 5,
nhiều xe đi tỉnh, đặc biệt là toàn bộ phía Bắc và cái đường này thì đều có xe hết. Đều có xe hết rồi ạ. Đây là đường 5 của mình nhá. Đây là đường 5. Tất cả các cái xe đi tỉnh thì hầu như là phía Bắc đều qua đây, nên là anh chị cô chú khi mà mình đặt hàng ấy thì bên em sẽ gửi hàng từ đây luôn. Đó, gửi qua xe luôn, rất là tiện. Và cũng mình không mất quá nhiều phí vận chuyển được bạn. Mỗi bao như này của em gửi thì nếu mà gần Hưng Yên, gần Hà Nội thì là 50.000 một bao. Rẻ hơn nữa là 40.000 gửi xe buýt, được không ạ? Còn nếu mà những cái tỉnh xa xa thì nó cũng chỉ hơn một chút chút thôi, được không ạ? Và bên em cũng ship hàng qua bưu điện, ship hàng bên Viettel đến tận nhà cho anh chị và cô chú. Đó, rất là tiện. Mọi người đặt hàng có nhu cầu thì chỉ cần là liên hệ cái số điện thoại em hùng để phía góc bên phải của màn hình, được không ạ? Đó, sẽ sở hữu những cái chai đẹp như này để mà mình nâng cái giá trị của mật ong lên, được không ạ? Anh chị cô chú có thể là mình đựng trong cái can cũng được, được không ạ? Mình đựng trong cái chai của các cái loại chai nước ngọt cũng được, nhưng mà nó không quá đẹp, được không ạ? Mình bán cái gì mình phải làm marketing nó tốt, được không ạ? Đựng mật trong cái chai này khác hẳn là cái giá trị mật ong của anh chị nó sẽ nâng cao lên đó, hơn là những cái chai như là Coca Cola hoặc là Lavi, được không ạ? Đó, những cái chai này thì rất là đẹp và nó tạo lên cái điểm nhấn, được không ạ? Mình mọi người thấy không ạ? Đây là những cái vòng này, đây là những cái cổ bồng này, nó sẽ tạo được một cái điểm nhấn của một cái sản phẩm, được không ạ? Cộng thêm cái nắp vàng này nữa, đó, nắp nhôm vàng này nữa, đó thì một cái sản phẩm đưa ra thị trường thì nó rất là bắt mắt, được không ạ? Đó, ngoài những cái chai thủy tinh thì bên em cung cấp tất cả các loại thùng ong, các bạn thùng nuôi ong, cầu ong, đó, và thùng quay mật ong. Đó, anh chị cô chú nào mà mình quan tâm thì có thể là liên hệ, được không ạ? Bên em sẽ có kế hoạch cửa hàng sớm nhất cho anh chị và cô chú. Đó, shop vật tư nhà em thì chuyên cung cấp tất cả những cái dòng vật tư. Anh chị cô chú nếu mà mình gần đây, gần kho Hưng Yên hoặc là gần kho Văn Lang Hà Đông thì có thể là qua kho chúng em xem hàng và lấy hàng, được không ạ? Còn nếu mà mọi người ở xa thì cứ alo bên em sẽ ship hàng. Chúc tất cả anh chị cô chú có những cái vật tư hữu ích và để cho làm công việc làm ong nó thuận lợi hơn, được không ạ? Em Hùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.